Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2. Tập 70. Chương 691, Tinh Tinh Mỹ Lệ của Thanh Hương Thành. Mã Hi Mỗ lần nữa đến nhà ăn lấy cơm. Hôm nay ăn bánh canh, không được ngon như bánh canh trước kia, chỉ có bột mì dưới nước canh, một đĩa dưa, cuối cùng cho thêm ít muối là hoàn thành. Lão Ngụy nấu ăn không tệ, không cố ý làm qua loa, tới lượt Mã Hi Mỗ còn cho hắn thêm một chút. Năm xưa khi Lão Ngụy tới Thanh Hương Cốc chính là Mã Hi Mỗ dẫn thương đội tới đón, ông ta vẫn nhớ ân tình này. Mã Hi Mỗ cười cảm tạ, lấy ở trong sọt lớn một cái bánh to, thêm ít muối từ thùng, bê ra chỗ có ánh nắng ngồi ăn. Bàn ghế đủ cho mọi người ngồi, nhưng mà vẫn có rất đông người thích ngồi dựa vào tường ăn uống, Mã Hi Mỗ cũng thế. Đám người hồi hột ăn không biết no à? Đại vương mang về nhiều lương thực như thế, thương đội cũng ngày đêm vận chuyển lương thực tới, vậy mà mỗi ngày chúng ta vẫn chỉ được ăn hai bữa. Quan phủ suốt ngày kêu gọi mọi người tiết kiệm, ta khâu mồm lại cho rồi. Thanh niên cao lớn lầu bầu nhìn cái bát bánh canh, hắn phải ăn ba bát thế này mới đủ no, nên tỏ ra vô cùng bất mãn. Không hiểu đại vương nghĩ cái gì, đáng lẽ ngay từ đầu phải đuổi hết bọn chúng đi mới đúng. Bên cạnh một lão nhân đặt bát xuống, vung tay bợp vào gáy thanh niên, mắng chửi, quân khốn kiếp, mỗi ngày hai bữa ngươi còn đòi gì nữa. Quên mất ngày trước không có cả cái ăn à, bộ tộc mở rộng là chuyện tốt, đông người mới không ai dám đánh chúng ta, mới có thể sống tốt hơn. Sau này không được gọi họ là người hồi hột nữa, tới đây sống thì đều là người cáp mật, người Thanh Hương chúng ta rồi. Thanh niên bị mắng không dám cãi cúi đầu xuống ăn, xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt khó chịu. Ở Thanh Hương Cốc mà nói xấu đại vương còn chưa bị ăn đòn là nhờ ngươi đang bê bát thức ăn trong tay, không ai dám lãng phí đấy. Nhân lúc người ta đang chú ý tới cái tên thích than vãn, có người mặc áo da, dê màu đen ở bên cạnh Mã Hi Mỗ đột nhiên nói nhỏ, công chúa muốn gặp ngươi. Mã Hi Mỗ vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra, đừng gặp thì hơn, nếu không sẽ bị tháp lợi bàn bắt ngay. Ngươi sợ cái gì, ta theo dõi ngươi ba ngày rồi, không ai bám theo ngươi cả. Mã Hi Mỗ quay sang cười nhạt, ngu xuẩn, ngươi có tin không, ngươi ăn xong một cái sẽ bị tháp lợi ban bắt ngay không, mong rằng tới lúc đó ngươi giữ được cái miệng, đừng khai công chúa ra. Người mặc áo đen thấy Mã Hi Mỗ không có vẻ gì nói đùa, mặt biến sắc đứng dậy, quan sát quanh không thấy không ai để ý tới mình liền vội vàng đi ngay. Mã Hi Mỗ nhìn người đó lắc đầu, câu ta có ở khắp nơi, vừa vặn là để nói về tháp lợi ban ở thành này. Tháp lợi ban chẳng cần phái ai theo dõi hắn, tất cả người trong thành này là tai mắt của tháp lợi ban. Quả nhiên người kia vừa mới rời nhà ăn liền bị bốn đại hán ăn mặc kiểu bộ khoái chặn lại, một cái xích dài ném tới, cực kỳ chuẩn xác siết chặt cổ hắn giật ngã xuống đất. Người kia hai tay bấu xích sắt muốn kéo ra, lập tức bị dẫm vào lưng ngã dập xuống. Chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, thậm chí người ăn bên trong không mấy ai biết, một cái xe bịt kín nhanh chóng lên đường. Xung quanh nhà ăn lại khôi phục cảnh tượng ra vào tấp nập như cũ. A Y Toa ngồi bên lò lửa, nghe tiếng chuông du dương từ trên tường thành truyền tới, thở dài, Địch Y Tư, nơi này không ở được nữa, chúng ta đổi nơi khác. Địch Y Tư nhanh nhẹn thu thập bọc hành lý, cùng A Y Toa theo cửa sau xuống lầu. Phía sau là con ngõ nhỏ u ám, luôn có vũ cơ che mặt đi qua đi lại. A Y Toa mặc trường bào đỏ sẫm ngâm nga ca khúc, nhẹ nhàng bước về phía trước. Một đội bộ khoái hung hãn đi ngang qua chỉ nhìn lướt một cái rồi chạy về phía tòa tiểu lâu. Địch Y Tư nhìn ra, A Y Toa đang cười, cười rất vui vẻ, dù vừa rồi trải qua hiểm cảnh, nụ cười vẫn phát ra từ trái tim, nàng thích trò chơi nguy hiểm. Địch Y Tư, mau đi thôi, tối nay chúng ta đi ca hát, đi nhảy múa, đi danh chấn Thanh Hương Thành. A Y Toa bước chân nhún nhảy đi xuyên qua ngõ tối như con bướm xinh đẹp, người đi đường không ai không dừng bước nhìn nàng. Nàng như ánh dương quang, làm mùa đông thêm ấm áp. Đó là vũ cơ nhà ai, eo nàng như dương liễu, tiếng cười như chuông bạc, làm ta nhớ tới ca cơ bên Biện Hà. Này, đợi ta với. Tô Thức lẩm bẩm như mất hồn một lúc mới loạng choạng đuối theo, không thấy bóng giai nhân, nhưng u hương đủ dẫn đường, chẳng mấy chốc hắn đuổi tới một quán trà. Tiếng trống rộn ràng cùng tiếng vỗ tay, tiếng reo hò phấn khích, A Y Toa ngửa người trên bàn, mái tóc hạt xẻ buông xõa. Quỷ dị như yêu nữ, da bụng trắng tới lóa mắt, bầu ngực nhấp nhô khiến không biết bao nhiêu trái tim non trẻ thổn thức. A Y Toa một tay chống mặt bàn,
người xoay tròn như hoa hoa rành rành bị gió thổi rụng, mép váy tung lên. Nàng co hai chân ngồi khoanh chân trên bàn, tay chống cằm, quyến rũ nhìn Hà Lập Nhĩ, ta muốn gia nhập đoàn vũ cơ của ông. Hà Lập Nhĩ là chủ ca vũ đoàn người Quy Tư, bọn họ hoạt động ở trà lâu tên Biện Kinh này, vừa định vỗ tay hoan nghênh, nhưng nhớ tới vấn đề chí mạng. Cười khổ, tinh linh mỹ lệ, Hà Lập Nhĩ chưa từng hy vọng ai gia nhập đoàn vũ cơ Hà Lập Nhĩ như thế, nhưng thành chủ có quy định. Mỗi người trong đoàn vũ cơ phải đăng ký với quan phủ, bất kỳ hành vi làm trái với ý chí của ngài đều bị đưa tới Bồ Xương Hải làm khổ sai. Trước khi xác định được thân phận của nàng, ta không dám có bất kỳ lời hứa nào. Đôi mắt to của A Y Toa trở nên thê lương, rưng rưng nước mắt, ta chỉ là một vũ cơ lưu lãng đáng thương, làm sao biết thành chủ vĩ đại lại có yêu cầu như thế. Hà Lạp Nhĩ tôn kính, ta chỉ muốn kiếm ít tiền sau đó đưa lão nãi nãi về cố hương an hưởng tuổi già. Chẳng lẽ yêu cầu nhỏ bé ấy cũng không thể thực hiện sao? Hà Lạp Nhĩ tiếc lắm chứ, nhưng cắn răng nói, tinh linh mỹ lệ ơi, lời của nàng làm tim ta vỡ nát, ta có thể giữ mời với nàng. Bất kể lúc nào nàng muốn gia nhập cũng được hoan nghênh, nhưng chuyện đăng ký với quan phủ thì nàng phải tự đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 692, Tinh tinh mỹ lệ của Thanh Hương Thành 2. A Y Toa thầm thở dài, nàng không ngờ mình lại bị từ chối, tòa thành này có quy định nghiêm ngặt như vậy phải làm sao bây giờ. Đang định nghĩ cách khác thì một đĩnh bạc lớn rơi đánh sầm lên bàn làm nàng giật mình. Vừa ngẩng đầu lên nhìn lan can tầng 2 liền thấy tên béo say tới không đứng trên tầng 2 nở nụ cười tự cho là mê người nhất. Tinh linh mỹ lệ, vì sao nàng không nhảy múa nữa? Nếu nàng múa đẹp, ta sẽ đích thân tới quan phủ đăng ký cho nàng. Một tinh linh như nàng nếu không thể xuất hiện trên sân khấu xa hoa nhất là tổn thất của Thanh Hương Thành. Tô Thức say rồi, hắn vẫn cố giữ chút tỉnh táo, nhưng lại không muốn tỉnh lại hoàn toàn, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng. A Y Toa cực kỳ thích tên béo từ trên trời rơi xuống này, vươn hai bàn tay trắng trẻo ra, rung một cài, phủ phục xuống mặt bàn thi lễ. Hà Lạp Nhĩ càng hoan hỉ, hét lớn một tiếng, lại vỗ trống trong tay, tiếng hồ già du dương, tiếng chuông đồng trong trẻo cũng cùng lúc vàng lên, sáu hán tử mặc quần phồng dẫm mạnh chân xung quanh A Y Toa. A Y Toa như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mốc, từ trạng thái bất động, cổ thiên ngả ngẩng lên. Nhìn A Y Toa múa, Tô Thức như uống rượu ngon, múa bút như rồng bay phượng múa, A Y Toa từ đó hoàn toàn biến mất khỏi Thanh Hương Thành, từ đó trong thành có thêm vũ cơ xinh đẹp tên Tinh Linh Nhi. Bất kể thế nào mỗi khi mặt trời lên, Nhất Phiến Vân đều nói với đám thích khách, bọn, chúng nên làm lễ buổi sáng rồi. Mỗi ngày vào giờ đó, trong địa lao u ám vang lên tiếng cầu nguyện cao vút, à, ta tìm kiếm ánh sáng chiếu rọi vạn vật kia, thần thánh quang minh, thần linh, cầu xin người tha thứ cho con đã xé rách bức màn tội ác. Thần linh, cầu xin người. Thiết Tâm Nguyên không ngăn cản đám người này cầu nguyện, ngăn cản tín ngưỡng của một người là nực cười. Bọn họ dù không thể lớn tiếng tụng kinh thì không trở ngại bọn họ cầu nguyện trong lòng. Nhất Phiến Vân nói cho đám người này giờ cầu nguyện chẳng phải tử tế gì. Lão ta muốn đám thích khách có thể kiên cường đối đầu với Thiết Tâm Nguyên để trò chơi của lão được tiếp tục. Sức mạnh của thần có thể làm mê muội đầu óc của thích khách, để chúng tạm thời tắm trong hào quang của thần linh, tạm thời quên đi hoàn cảnh của mình, quên đi ngược đãi mình phải chịu. Còn với Tô Thức, suối nguồn sức mạnh của hắn không phải ở thần thánh, bây giờ hắn đã hoàn toàn yêu vùng đất cáp mật này rồi. 10 ngày trước hắn còn oán trách gió cát và giá rét, cùng với thức ăn chẳng mấy khi thay đổi ở đây. 10 ngày sau, hắn thấy gió cát cũng như mang theo làn hương thơm mát. Cho tới bây giờ Tô Thức vẫn chưa thấy dung mạo dưới tấm khăn che của A Y Toa, điều này chỉ càng thêm sự hiếu kỳ. Hắn chờ đợi, đợi một ngày A Y Toa tự mình kéo khăn che mặt xuống cho hắn nhìn rõ ràng. Mỗi ngày đều có công việc làm không hết, cho nên ít thời gian làm thơ. Hôm nay việc trên bàn xong, thấy nghiên mực còn chút sót lại, thế là viết Thiên Sơn Nguyệt Lãnh, Tàn Hồng Noãn Tâm. Viết xong hai câu này không biết viết tiếp ra sao, trong đầu chỉ toàn đôi mắt tròn long lanh của Tinh Linh Nhi. Thế là hắn vứt bút, mở hộp gỗ lấy hai đĩnh bạc cho vào lòng, rời phòng làm việc, đi thẳng tới Ngõa Thị ở bên thác nước. Trong Ngõa Thị ở Thanh Hương Thành có một trà lâu tên Biện Kinh, người mở trà lâu là một người Tống tên Mạnh Khai Sơn. Hắn vốn là một hành thương, tới cáp mật gặp phải cường đạo, đội ngũ tử thương nặng nề, hàng hóa mất hết.
hắn cầu cứu Cáp Mật Vương. 10 ngày sau, hàng hóa của hắn được mang trở về cùng với đầu lâu của tên mã tặc. Hàng hóa tìm lại, nhưng tùy tùng tử thương hết, Mạnh Khai Sơn què một chân, muốn về nhà, rốt cuộc không dám lên đường một mình, thế là bán hết hàng hóa, mở trà lâu. Vốn mở trà lâu chỉ là kiếm thứ an ủi bản thân thôi, toàn bộ dựa theo phàn lâu mà hắn thấy ở Đông Kinh, ai ngờ làm ăn cực tốt. Ngay cả Thái Hậu, Vương Hậu cũng thường tới uống trà, nghe khúc, xem ca vũ, làm Mạnh Khai Sơn bất ngờ lắm. Khai trương hơn một năm, thu lợi còn hơn cả hắn mạo hiểm hành thương, thế là Mạnh Khai Sơn quyết định cắm rễ ở Cáp Mật, chỉ cần vượt qua nạn đói này, sẽ thuê người đón gia quyến tới Cáp Mật sống. Biện Kinh lâu chỉ có 2 tầng, ít hơn phàn lâu, nhưng giống phàn lâu ở chỗ nó không chỉ là tòa lâu độc lập, còn có vườn hoa rất đẹp. Trai có thể ngắm cảnh phố xá phồn hoa, phải có nhìn thưởng thức minh nguyệt xuất thiên sơn nổi tiếng của Thanh Hương Thành. Thấy Tô Thức tới, không đợi hắn hỏi, Mạnh Khai Sơn đã niềm nở nói, quan nhân tới đúng lắm, một tuần hương nữ là tới giờ Tinh Linh Nhi biểu diễn rồi. Chỗ ngồi vẫn giữ cho ngài, vẫn là tiểu long đoàn chứ ạ. Lão bản có lòng rồi, cho ta 2 món quả khô, hạch đào rang không tệ, sung muối nữa, nhiều chút để lót dạ. Tô Thức xoa bụng nói, Mạnh Khai Sơn thở dài, Thanh Hương Thành chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ lương thực là vấn đề lớn. Hại quan nhân phải dùng quả khô lót dạ, tội lỗi quá, nếu quan nhân không chê, tiểu điếm có chút hồn đồn, mang lên cho ngài một bát xua đi cái lạnh. Tô Thức chép miệng, mọi người đều khâu miệng sống, chỗ ngươi lại có cả hồn đồn, hiếm có, cho ta 2 bát. Cơm nước ở chỗ làm đáng nuôi lợn, nhìn nhão nhão dính dinh đã không nuốt nổi. Mạnh Khai Sơn thấy hắn nói thú vị như thế cười phụ họa, đón lên, lầu, an bài Hồ Cơ pha trà, ra sau sân khấu tìm Hà Lạp Nhĩ, Tô Tướng Công lại tới rồi, chuyên môn xem Tinh Linh Nhi đấy, lát an bài nàng nhảy thêm vài điệu. Vâng, Tô Tướng Công là ân nhân của Tinh Linh Nhi, tiếc đứa nhỏ này còn có chút quật cường, không chịu tiếp rượu. Mạnh Khai Sơn phẩy tay, ngươi thì biết cái gì, nhân vật phong lưu như Tô Tướng Công ở Đại Tống có mỹ nhân nào chưa thấy qua. Vũ cơ của ngươi có mỗi Tinh Linh Nhi giữ thân trong sạch, nên Tô Tướng Công mới thêm vài phần thương xót. Đừng hủy đi hảo cảm này, chỉ cần Tinh Linh Nhi múa đẹp, hát hay là được Tô Tướng Công ban thưởng, chuyện làm ăn của ngươi cũng được chiếu cố. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 693, vụ làm ăn của Mạnh Khai Sơn. A Y Toa nghe nói Tô Thức lại tới thì cười thầm, thấy hôm nay cho tên háo sắc này ít đãi ngộ mới được, cứ khiêu khích con ngỗng ngốc này cũng không tốt, để lâu hắn mất kiên nhẫn thì hỏng. Mình muốn bình an sống ở Thanh Hương Thành không thể thiếu sự giúp đỡ của Tô Thức. A Y Toa không cần lộ mặt, chỉ cần lộ ra vòng eo mảnh khảnh, bờ mông tròn trịa là đủ làm đám khách nhân ở Biện Kinh lâu điên cuồng rồi. Nếu nàng biểu diễn xà vũ thì Hà Lạp Nhĩ cũng chẳng dám ra thu tiền. Tiền từ tầng 2 ném xuống như mưa, còn có cả đĩnh bạc 5 lượng của Tô Thức càng làm sọt thu tiền rách luôn một lỗ. Trang phục của A Y Toa cực kỳ bốc lửa, một chiếc yếm ngực, một chiếc quần lụa bó sát người, chiếc giày mũi cong, khoa hết đường cong mơn mởn nhựa sống của cơ thể thiếu nữ thanh xuân. Nàng đi tới đâu khiến đám nam nhân suýt xoa như đau răng, vừa xoay tròn nhảy múa, vừa đưa tay mời Tô Thức một chén rượu. Tô Thức đón lấy uống cạn, lập tức đám hiếu sự xung quanh reo hò ầm ĩ, nhìn vòng eo trắng ngần, da bụng mịn màng, cái rốn xinh xinh gần trong gang tấc. U hương ngây ngất luồn vào cánh mũi, hắn vươn tay ra muốn kéo vào lòng. A Y Toa uốn mình một cái lách đi làm hắn vồ hụt. Sau đó nàng như hươu con kinh hãi chạy biến mất sau cánh cửa hẹp của sân khấu, bỏ lại chàng cười dài giống chơi đùa, không khiến người bị từ chối thấy mất mặt. Đúng là tiểu yêu tinh biết trêu người. Mạnh Khai Sơn lẩm bẩm, sau đó tới bên Tô Thức nói, quan nhân, thế nào cũng có cơ hội. Tô Thức mân mê chén rượu A Y Toa đưa tới, cười, nữ tử Tây Vực như thế này thật hiếm có. Mạnh Khai Sơn phụ họa, nếu ở Đông Kinh, Tinh Linh Nhi có thể khiến hoàn khố tranh nhau vỡ đầu. Tô Thức lắc đầu, kinh thành nhiều ác bá, nàng mà tới Đông Kinh, tất nhiên kiếm được nhiều tiền, nhưng đám ác cẩu sẽ ăn tới không còn xương. Chưa nói ai khác, Hạ Tủng, Hàn Kỳ, Văn Ngạc Bác đều là quỷ đói trong sắc giới, e cuối cùng Tinh Linh Nhi thành cái xác xinh đẹp mới thỏa mãn thể diện của họ. Mạnh Khai Sơn cười hì hì, chẳng qua chỉ là một hồ cơ xinh đẹp chút thôi, được tới Đông Kinh là phúc khí của nàng.
Sao hôm nay ngươi cứ luôn mồm nhắc tới Đông Kinh thế? Tô Thức nhíu mày, à, ngươi muốn đón gia quyến tới, không cần tìm ta, tới gặp đám linh đánh thuê là được, thuê lấy chục người đón gia quyến tới, có cả người Tây Hạ đấy, nên đi qua Tây Hạ càng an toàn. Đây đúng là mục đích của Mạnh Khai Sơn, không giấu nữa, thế nhưng liệu có đáng tin không ạ? Tô Thức gật đầu, đáng tin, thời gian qua người Tây Hạ nhận không ít công việc, nổi tiếng nhất là 8 lính đánh thuê Tây Hạ bảo hộ một thương đội đi Hải Diêm Khẩu. Đánh tan đám mã tặc 50 người, bị chết 4 người, 4 người bị thương kiên trì đưa thương đội tới tận nơi, sự ngoan cường đó người Tống không có. Nếu ngươi vẫn lo thì đi tìm một tên người Tống là Hồng Lão Thất, hắn chuyên môn làm việc tuyển lính đánh thuê, cứ bảo ta giới thiệu tới, hắn sẽ giúp ngươi chọn những lính đánh thuê tốt nhất. Thế, thì tốt quá, đa tạ quan nhân. Mạnh Khai Sơn xoa xoa tay, nếu tiểu nhân thuận tiện vận chuyển một ít hàng hóa ở Đông Kinh tới, quan nhân xem có được không? Hàng hóa gì? Tiểu nhân định đổi trà lâu thành tửu lâu. Tô Thức bĩu môi, bỏ cái ảo tưởng đó đi, giờ lương thực không đủ ăn, ai cho ngươi lấy lương thực nấu rượu? Đại vương nói, thương nghiệp có thể hương thịnh, lương thực không thể loạn, loạn là bách tính chết đói. Cho nên lão Mạnh, đừng động chạm vào lương thực, chết người đấy. Mạnh Khai Sơn cầm ấm trà lên rót cho Tô Thức, quan nhân hiểu hơn ai hết, các mật chúng ta vốn không thiếu lương thực, đều vì lưu dân vào quá nhiều mới không đủ ăn, đại vương mới lòng như lửa đốt. Tiểu nhân tin rằng mùa xuân năm sau, trồng lương thực sẽ là đại sự hàng đầu, thế nào có cuộc phát động toàn quốc trồng lương thực. Bây giờ nghe nói ngay cả Thái Hậu cũng phá vườn hoa để trồng rau rồi, trên làm dưới học theo, nên chắc chắn vụ thua năm sau, cùng lắm là năm sáu nữa chúng ta cũng dư giả lương thực không ăn hết. Khi đó thương lượng với quan phủ mua lương thực thừa nấu rượu là không thành vấn đề. Tô Thức ngạc nhiên nhìn lại Mạnh Khai Sơn một lượt, không ngờ nhà ngươi cũng có nhãn quang đấy, không sai. Năm sau trọng tâm của các mật là trồng lương thực, số ruộng khai hoang năm sau sẽ hơn năm nay mấy chục vạn mẫu, tình hình ngươi nói tám thành có thể xảy ra. Mạnh Khai Sơn trình bày kế hoạch của mình, cho nên tiểu nhân mới định mời ít sư phó nấu rượu, mang dụng cụ nấu rượu tới các mật. Nếu có ca cơ xuất sắc cũng mời một ít, như thế Biện Kinh lâu này thành Biện Kinh lâu thực sự rồi, quan nhân cũng được hưởng thụ như ở Đông Kinh. Tô Thức thầm thất kinh, hành vi của Mạnh Khai Sơn ý nghĩa không nhỏ, trước kia các mật là do Thiết Tâm Nguyên một mình móc tiền gây dựng. Giống như Âu Dương Tu từng nói, không phải người các mật muốn lập quốc mà là y đem ý chí của mình áp đặt lên mọi người. Bây giờ phát triển tới có người sẵn lòng móc tiền ra kiến thiết nơi này, đây là hai loại cảnh giới khác nhau. Lợi ích trên đời này một người không thể ăn hết, dù là hoàng đế cũng phải hiểu chia sẻ lợi ích. Hoàng gia Triệu Tống cùng sĩ đại phu cai trị thiên hạ chính là một loại chia sẻ, như thế nguy hiểm giang sơn nhỏ đi rất nhiều. Nhiều hoàng đế hiểu được điều này, chỉ cần đem lợi ích thiên hạ chia cho mọi người cùng hưởng, người hưởng lợi càng đông thì giang sơn càng bền vững. Hán Vũ Đế không hiểu đạo lý này, ông ta quá tham lam, quá ích kỷ, coi toàn bộ giang sơn là của riêng mình. Vì con ngựa mà viễn chinh đại uyển, hành vi ngu xuẩn như thế ông ta không chỉ làm một lần, khiến đế quốc Đại Hán hùng mạnh đi xuống. Khi lợi ích không xuống được tầng thấp nhất, với quốc gia mà nói là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở các mật, ai là tầng thấp nhất? Chính là đám người như Mạnh Khai Sơn, cũng là lực lượng trung kiên nhất của các mật. Một câu nói của Mạnh Khai Sơn khiến Tô Thức có gợi mở không nhỏ, vội vã đi tìm tiên sinh. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 694, Yêu sầu của sĩ đại phu. Khi Vương Đại Dụng tới tìm Âu Dương Tu thì hắn đang ở nhà ấm cùng Tô Thức đàm luận, trọng điểm là các mật đem trọng tâm từ gây dựng cao tầng thành lặng đọng tầng thấp. Thanh sam của quan viên các mật mặc trên người Vương Đại Dụng cũng rất đẹp, ông ta vào phòng ấm, thấy Âu Dương Tu mặc trang phục ở nhà, uể oải dựa vào giường thì lớn tiếng hỏi, tướng quốc có biết nhân số lính đánh thuê ở các mật đã lên tới 1.600.000 người không? Âu Dương Tu ngồi thẳng lên, đoan chi có tính toán gì sao? Vương Đại Dụng nhận lấy chén trà Tô Thức đưa cho, nhưng không uống vội mà tiếp tục đề tài, số lính đánh thuê này các mật dùng được, Đại Tống cũng dùng được. Các mật hoàn cảnh ác liệt, dùng lính đánh thuê là bất, đắc dĩ mà thôi. Đại Tống ta không thể đói bụng ăn quàng như thế, chỉ hại mà không có ích gì. Âu Dương Tu không tán đồng, Vương Đại Dụng có chút nóng nảy, điều này lão phu tất nhiên là hiểu, chỉ là trận chiến Thanh Đường vẫn đang giằng co. Mà ở các mật,
Đại quân đã về nước, lão phu lo một tàng hoa bảng không còn mối lo sau lưng sẽ ngư ông đắc lợi. Đoan Chi nghĩ chư công trong triều không có cách ứng phó hay sao? Vương Đại Dụng thở dài, tất nhiên là có, nhưng ta lo lần Bắc phạt này sẽ thất bại trong gang tấc. Âu Dương Tu tin tưởng nói, không bại được, lần này mấy chục vạn đại quân kết thành một mà tiến, tuy tiến triển chậm nhưng mà chắc chắn, biên cảnh Đại Tống ta liên tục mở rộng thêm, lợi ích dễ thấy. Chỉ cần cứ từ từ đẩy biên cảnh về phía Tây, sớm muộn cũng tới Hà Hoàng, một tàng hoa bảng mãi không xuất binh vì cớ gì, hắn đợi Đại Tống ta phân binh để tập kích. Nếu chúng ta không cho hắn cơ hội đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta từng bước ăn mòn Thanh Đường thôi. Vương Đại Dụng mặt nhăn nhó, một tàng hoa bảng nhìn 30 vạn đại quân cáp mật xâm nhập mà không nhúc nhích, chính là vì hắn nhìn thấu bản chất của quân cáp mật. Tướng quốc nói tuy có lý, nhưng có mãnh hổ rình rập bên cạnh, nói cho cùng không phải chuyện tốt. Mà Đại Tống ta bao năm tác chiến luôn thắng trước thua sau, bảo sao ta không lo. Âu Dương Tu chỉ biết thở dài, thua thiệt bao năm chắc phải biết học khôn rồi chứ. Vương Đại Dụng gật đầu rồi lại lắc đầu, lòng sầu lo không thôi, Tử Chiêm, lấy rượu, ta muốn cùng Vĩnh Thúc huynh say một trận. Âu Dương Tu không ngăn cản, Tô Thức mau chóng mang tới hai vò rượu, không ngờ là Lê Hoa Bạch. Tiên sinh uống rượu, không thể thiếu người ở bên hầu hạ, Tô Thức bất giác nhớ tới dáng vẻ mê đắm lòng người của Tinh Linh Nhi khi hiến rượu. Lấy tinh thần hâm rượu cho tiên sinh, thuận tiện nghe vài lời đại nghịch bất đạo. Đã là tháng 12, toàn bộ, cáp mật chìm sâu trong ảnh hưởng của không khí lạnh, tuyết rơi suốt ngày, trời lạnh thì cần ăn nhiều giữ nhiệt lượng. Thiết Tâm Nguyên xem xong báo cáo lượng lương thực tích trữ, thở phào, lượng lương thực tiêu hao không tăng vọt, chỉ nhiều hơn mùa thu nửa thành, nếu duy trì lượng cung ứng này, năm nay coi như qua được rồi. Gập văn thư lại, quay đầu nhìn Triệu Uyển ngủ say, từ khi mang thai, nàng quấn người hết sức, dù là lúc Thiết Tâm Nguyên phê duyệt công văn cũng phải làm dưới vành mắt của nàng. Sơn động kín gió, nên hơi ngột ngạt, Triệu Uyển đá chân, nửa thân thể lộ ra ngoài. Thiết Tâm Nguyên đi tới đáp chăn cho nàng, bảo Châu Nhi đang ngủ gật đóng bớt lò lại, tránh Triệu Uyển bị nóng lại đá chăn ra. Phòng của Thiết Nhất ở đối diện còn sáng, có tiếng trò chuyện truyền ra, nghe một lúc mới biết là Vương Tiệm, Thiết Nhất không hiểu tiếng Hán, Vương Tiệm không biết tiếng Ba Tư, trời mới biết họ giao lưu thế nào. Đẩy cửa ra ngoài, người ngay mùi rượu, trên cái bếp lò không lớn còn đang đun nồi canh thịt dê, Thiết Nhất và Vương Tiệm ăn thịt trò chuyện, Vương Tiệm một mình nói hăng say. Thái giám trong thiên hạ quả nhiên là cùng một nhà. Thiết Tâm Nguyên thầm rủa một câu, kiếm đũa sạch, chỉ ăn không nói. Bệ hạ không có phúc ăn như đại vương, năm xưa Trần Châu xảy ra nạn đói, bệ hạ một đêm dậy mấy lần, thấy đói cũng nhịn. Vương Tiệm bây giờ cứ thích lấy Triệu Trinh đem ra so với Thiết Tâm Nguyên, tuy không dám chê bai gì, rõ ràng hàm ý là y không giống đế vương. Thiết Tâm Nguyên bực mình, ta mà làm hoàng đế thê thảm như nhạc phụ thì thà không làm còn hơn. Trước khi chiếu cố tốt bách tính phải chiếu cố cho bản thân trước, nếu ta vui vẻ mới có tâm tình để người khác vui vẻ theo chứ. Lời này mà triều thần nghe thấy thì thế nào đại vương cũng bị đàn hặc, chỉ hôn quân mới nói thế. Vương Tiệm rít lên khe khẽ, Thiết Tâm Nguyên vẫn thổi thịt cho vào mồm, vừa nhai vừa nói, Thiết Nhất nghe thấy đấy, thì sao nào? Chỉ có. Âu Dương Tu nghe thấy mới có chút phiền phức, mà chẳng sao, ông ta ngứa mắt với ta lâu rồi, thêm chuyện nữa cũng chẳng hề gì. Thiết Nhất tuy không hiểu nhưng vẫn gật gù, hắn rất thích cùng người khác giao lưu. Vương Tiệm đặt đũa xuống, nói thực, đại vương ngài sống thế nào, lão nô không quản, chỉ sợ ngài làm hư tiểu vương tử thôi. Tương lai tiểu vương tử sẽ đảm nhận trọng trách, nếu có chút sai sót gì, triều thần dùng nước bọt nhấn chím ngài. Ồ, Thiết Tâm Nguyên gật gù, giọng giễu cợt, sau này ta có được đánh thằng tiểu tử đó không? Đánh nó có bị coi là tội đại bất kính không? Vương Tiệm mặt co giật, rất muốn xông vào đánh Thiết Tâm Nguyên ngay lúc này, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, trước khi tiểu vương tử đăng cơ. Ngài tất nhiên có quyền quản giáo, nhưng tiểu vương tử đăng cơ rồi, nếu đại vương dám ra tay, đới ngự khí giới sẽ chặt đầu ngay. Thế thì không hay chút nào nhỉ, cơ mà ta cũng muốn xem đới ngự khí giới lợi hại bằng thân binh của ta không. Thiết Tâm Nguyên vớt hết thịt rồi, vỗ bụng đứng lên nói, đại bạn, ngươi về phòng mà ngủ, ta mở cơ quan là không kẻ nào xâm nhập được đâu. Vương Tiệm biết những lời nãy giờ mình nói bị Thiết Tâm Nguyên cho vào tai nọ cho qua tai kia rồi, kỳ thực hắn cũng hết hy vọng rồi. Chẳng qua nhiều lúc thấy chướng mắt quá nên không thể không nói mà thôi, thở dài lắc đầu, số mệnh lão nô là thế,
Trước kia khi bệ hạ nghỉ ngơi, lão nô đứng dựa vào bên cửa ngủ suốt cả đêm, sau tuổi nhiều hơn không ngủ đứng được nữa, bệ hạ thưởng cho cái giường nhỏ bên ngoài. Đại vương về nghỉ đi, lão nô chỉ cần cái giường nhỏ là đủ rồi. Thiết Tâm Nguyên khuyên nhiều rồi, giờ nói chỉ là một loại khách sáo thôi, nên về phòng luôn. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 695, Thiếu Nam Thiếu Nữ. Triệu Uyển trước giờ ngủ rất hỗn, chăn lúc nãy đắp tử tế lại rơi xuống đất, bản thân nàng ôm cái gối run bần bật trên giường. Thiết Tâm Nguyên đắp lại chăn cho nàng, không cẩn thận làm Triệu Uyển thức dậy, mắt lim dim vươn tay ra, đó là đang khát, liền rót cho nàng cốc nước ấm, nhìn nàng uống một hơi hết luôn, cái tật xấu này không sửa được, khi ngủ uống nhiều nước, sáng mắt sưng lên. Văn thư trên bàn đã xử lý xong, chó cũng đã thả ra, an toàn rồi, có thể đi ngủ rồi. Thiết Tâm Nguyên thổi tắt nến, nằm xuống giường nhìn trần nhà tối om, lẩm bẩm, hết thảy bình an. Đây là năm thứ ba sau cơn bão đen, năm vừa rồi không có bão đen, chỉ có một trận bão cát không lớn lắm hoành hành cáp mật hai ngày rồi đi. Xem ra năm nay không có bão đen nữa, hoặc là nó đang tích trữ uy lực để năm sau bung ra. Nói ra cũng lạ, đôi khi đại tự nhiên ra uy không phải là để trừng phạt nhân loại, không chỉ bão đen mang tới đất đen màu mỡ, sông Ninh mỗi lần dâng lũ cũng mang tới vụ mùa bội thu. Nước lũ Tháp Lý Mộc Hà cũng thế, nó không thích cứ mãi chạy theo một hướng nên thường dâng lũ, làm sa mạc thêm nhiều ốc đảo xinh đẹp. Nhắm mắt lại ngủ, chớp mắt mở ra trời đã sáng rồi, chớp mắt Tết cũng sắp tới. Năm mới tới, ăn sủi cảo giờ thành thói quen của toàn bộ cáp mật. Ngày 28 Vương Nhu Hoa cùng Triệu Uyển bụng đã nhô lên đi gói sủi cảo, công việc này đã làm suốt 3 ngày. Vương Nhu Hoa có tiền, nhưng không định tặng triều thần vàng bạc gấm vóc mà chuẩn bị mỗi người 50 cái sủi cảo. Thiết Tâm Nguyên còn muốn cho vài đồng vàng vào lấy may, bị mẹ mắng một trận, đành thôi. Gói sủi cảo là sở trưởng của mẹ con Vương Nhu Hoa, Triệu Uyển thì kém lắm, chả hiểu nàng gói thế nào mà mặt dính đầy bột, sủi cảo thì trông khó coi kinh người, trông đã không muốn ăn. Trong khi đó Úy Trì trước trước cực kỳ khéo tay, cái rèm trước mặt nàng đặt những viên sủi cảo đều tăm tắp, vỏ mỏng tang, toàn là nhân, nhìn như thấy rõ cả nhân bên trong. Triệu Uyển rất vô lý đem sủi cảo mình gói như quái vật cho Úy Trì trước trước, nói đó là ban thưởng, sau đó bê sủi của người ta về giả mạo làm của mình, còn cười gian với trượng phu. Gói bánh nửa ngày kiên nhẫn của Thiết Tâm Nguyên tiêu hao hết, muốn kiếm cớ chuồn, bị Vương Nhu Hoa dùng ánh mắt nghiêm khắc ép quay về chỗ. Các thần tử vất vả cả năm, giờ là lúc đền đáp ân tình, còn quan trọng hơn chính sự. Vương Nhu Hoa răn dạy nhi tử xong, quay sang Hiền Hòa nói với Triệu Uyển, có thai không nên ngồi lâu, con đi tới nhà ấm xem hoa quả chín có nhiều không, đủ làm lễ vật không. Triệu Uyển đắc ý dẫn Châu Nhi xách giỏi đi tới vườn rau bên suối nước nóng. Không có Triệu Uyển quấy rối, tốc độ tăng lên gấp bội, nhất là dưới đôi bàn tay trắng nõn khéo léo của Úy Trì trước trước, chẳng mấy chốc lượng sủi cảo tăng lên rất nhiều. Rõ ràng bị Triệu Uyển bắt nạt, thế nhưng Úy Trì trước trước lại chẳng hề tức giận, năm nay gói sủi cảo là quốc lễ, ngoài kia nhiều phụ nhân biết gói sủi cảo, nhưng ai được Thái Hậu gọi tới làm việc không? Thế nên nàng tự coi mình là phần tử của Hoàng gia, tức giận với Triệu Uyển chỉ làm Thái Hậu không hài lòng, nàng không phạm vào sai lầm ngu ngốc đó. Còn sủi cảo quái vật mà Triệu Uyển thưởng thì nàng nhất định tự ăn hết, nếu ăn trước mặt Triệu Uyển là tốt nhất, nàng sẽ ăn thật ngon. Hoàng gia gói sủi cảo, người trong thành Thanh Hương ở khắp nơi cũng về nhà ăn cơm. Năm mới tới, đại vương thưởng cho mỗi người 5 cân bột mì, 2 cân thịt dê, 1 hũ dầu mè. Cho các hộ được phép tự làm cơm ăn, còn nhà ăn vẫn mở, 3 ngày đầu năm mới, thức ăn sẽ thịnh soạn hơn thường ngày. Cáp mật chỉ thiếu mỗi lương thực mà thôi, còn những thứ khác chất cao như núi, người trong Thanh Hương thành tranh thủ cuối năm, điên cuồng bán hàng hóa cho người qua đường. Nhất là những hồ cơ được thương cổ thuê về, ai nấy ăn mặc mong manh đứng trong gió lạnh, dùng đủ thứ giọng điệu chào hàng. Ai? Toa nhìn ngồi bên cửa sổ, hâm mộ nhìn người qua lại rạng rỡ nụ cười, nàng tới đây 2 tháng đã thấy mình thích nơi này rồi. Nàng đã thấy nhiều thành thị to lớn phồn hoa hơn Thanh Hương thành rồi, như Ba Cách Đạt. Nhưng so sánh hai đằng, nàng vẫn thích Thanh Hương thành hơn. Nơi này rất sạch sẽ, không chỉ không có gió cát, gọi người không có thói quen vứt đồ linh tinh ra đường.
Dù thương phiến hay xả rác thì khi buôn bán bận rộn vẫn có hỏa kế thu dọn thứ thừa ra sau khi bán hàng. Mỗi sáng mọi người quét dọn đất trống trước mặt, chỉ việc làm đơn giản đó cũng khiến Ai Toa yêu thích vì nàng có thể thoải mái mặc váy dài mà không sợ bẩn. Thứ thực sự khiến nàng yêu thích Thanh Hương Thành là bầu không khí tự do. Thật khó diễn tả cảm giác đó, đây là tòa thành rất nhiều quy củ nhưng lại khiến người ta sống rất thoải mái. Khi không biểu diễn, phần lớn thời gian Ai Toa giống bây giờ ôm gối nhìn đủ chủng tộc người với đủ thứ quần áo đi qua đi lại trên đường. Ở nơi này không ngờ lại tìm được rất nhiều sách mà trước kia nàng muốn xem lại không có. Hôm qua, nàng được con ngỗng ngốc Tô Thức chỉ dẫn, bắt đầu làm thơ. Tuy nàng cũng chẳng biết thơ mình làm có hay không, nhưng có sao đâu, quan trọng là nàng thích. Không chỉ nàng, Địch Y Tư cũng rất yêu thích tòa thành này, có thể suốt ngày nhàn nhã ngồi đan lát mấy thứ đồ vật nhỏ, miệng cười hạnh phúc. Khi đó Ai Toa mới nhận ra cảm giác tự do này từ đâu tới, chỉ cần tuân thủ quy củ tuy chặt chẽ nhưng rất hợp lý, sau đó không ai quản nàng nữa, không ép buộc nàng phải làm gì cả. Tất nhiên vì kiếm sống, mỗi ngày nàng phải múa hát, nhưng đó là công việc nàng yêu thích. Đáng tiếc lúc nhận ra cũng là lúc hạnh phúc của nàng kết thúc. Adan đứng trong đám đông, thân hình cao lớn lêu nghêu của hắn khiến cho dù hắn đứng đâu cũng rất bắt mắt. Thế là dòng người như con sông êm đềm đang chảy giống có một tảng đá chặn ngang. Adan trông có vẻ tang thương, y phục toàn bụi, thanh loan đao yêu thích cũng không còn xa hoa như mọi khi, bảo thạch ở đao đã bị hắn tháo hết rồi. Ai Toa chợt phát hiện, khi Adan ngây ngốc không phải quá xấu xí, ít nhất răng hắn rất trắng, nụ cười chất phác thật thà, thế là nàng mở cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với Adan. Adan ngay lập tức cảm giác được, quay đầu nhìn thấy Ai Toa đứng bên cửa sổ, mồm hắn mở cực to. Lần đầu tiên nhìn thấy Ai Toa mặc sa y chỉ vũ cơ mới mặc, cực kỳ xinh đẹp, nhưng đứng ở cửa sổ rất nguy hiểm. Hai cánh tay khỏe mạnh của hắn gạt đám đông, như con cá bơi ngược dòng, không để ý tới lời chửi bới xung quanh. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Ai Toa. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 696, cuộc sống thư thái là kẻ địch của dũng sĩ. Adan tới bên cửa sổ, ngửa đầu cười ngốc nghếch với Ai Toa một hồi, dùng tư thế tự cho là tiêu sái nhất nói, cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Làm sao ngươi lại tới đây? Ai Toa rót cho Adan một cốc trà ngọt mà nàng thích nhất. Adan cầm cốc trà lên uống hết luôn, liếm mép nhìn Ai Toa, muốn được uống thêm cốc nữa. Gắp miếng đường trắng, cho vào nước trà màu đỏ, thế là trà ngọt hoàn thành rồi. Lần này Adan uống rất cẩn thận, ngửi hương trà sau đó từ từ uống từng ngụm nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ cốc trà chiều hiếm có này. Ngươi có thể uống nhiều vào, trà và đường ở đây có nhiều lắm. Ai Toa có chút chua xót, Adan là một vương tử tôn quý, giờ uống cốc trà cũng thành sự hưởng thụ. Quần áo hắn còn có cả chỗ rách, nàng một mình ở ngoài rất nguy hiểm, ta tới bảo vệ nàng. Adan nói, Ai Toa lại rót cho hắn cốc trà nữa, sao chỉ có một mình ngươi? Ta nghe nói nàng tới Thanh Hương Thành, nên một mình đuổi tới. Những lời này, làm sao lừa được Ai Toa, Thiên Sơn Lộ đã bị Cáp Mật Vương phong tỏa, chỉ có thể vượt đại hoạn quỷ mị thích mà tới, chuyện gì khiến ngươi phải vội vàng như thế? Adan cầm cốc trà lên uống, ta nhớ nàng. Ai Toa vung tay đấm thẳng vào mặt Adan, lão sư của ngươi muốn giết ta, cho nên ngươi mới bỏ lại quân đội, một mình chạy tới đây, chỉ có thế ngươi mới yên tâm đúng không, cái tên khốn kiếp này. Adan cúi đầu xuống mặc Ai Toa đấm liên tục vào mặt, vào vai, vào ngực, hắn mong Ai Toa đấm mạnh hơn nữa, giảm bớt đau khổ áy náy trong lòng hắn, giọng thê lương, ta không hiểu vì sao mục sư muốn giết nàng. Nếu như không phải A Bố Đạt Trung Thành nói với ta là người đã phái đám Đạt Oát Nhĩ đi, ta không biết lão sư muốn giết Cáp Mật Vương để mượn tay người ta giết luôn cả nàng. Ai Toa đấm mệt rồi, thở hồng hộc, cha ta đưa ta tới chỗ lão sư ngươi là dùng sinh mạng của ta để nguôi lửa giận của mục sư. Adan, ngươi không nên tới đây, hãy về Ba Cách Đạt, cha ta và trưởng lão công chính chuẩn bị cướp đoạt vương quốc của ngươi đấy. Mẹ ta đã nói rồi, mục sư cũng nói rồi, nhưng ta vẫn tới Thanh Hương Thành. Adan ngước đầu thâm tình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ai Toa, dũng cảm nói lời cất giữ trong lòng, Ai Toa, trong lòng ta, nàng quan trọng hơn cả quốc gia. Cho dù thường ngày có không thích Adan,
Lúc này A Y Toa thực sự bị những lời này làm cảm động rồi, đưa tay ôm chặt đầu hắn vào lòng. Trải qua sự phản bội của những người nàng kính yêu, A Y Toa mới nhận ra Adan là bảo bối chân quý nhất mà thiên thần ban cho nàng. Ngáp, cuộc sống của Thiết Tâm Nguyên có chút buồn chán. Sau 3 ngày gói sủi cảo, y chẳng có việc gì để làm, mọi công việc đều bị mùa đông làm đóng băng rồi, muốn kiếm việc để làm phải đợi tới khi xuân ấm hoa nở. Ngày mai là giao thừa, khi mặt trời lặn vào cuối ngày hôm nay, Thanh Hương Thành đóng cửa lại ăn Tết với nhau, khi cổng thành mở ra thì hẳn là Nguyên Tiêu. Mùa đông vùng đất này không có chiến sự, những cơn gió lạnh là người bảo vệ tốt nhất. Khách Lạt Hãn đột nhiên tập kích hồi hột thuộc hề hành vi cực kỳ điên cuồng, hậu quả là trong mùa đông đó. Dù lực lượng không chiến đấu cũng giảm sút 3 thành, loại hành vi chưa hại người đã hại mình đó dùng một lần đã là quá nhiều. Triệu Uyển mang thai sinh đủ loại thói xấu, chuyện nàng thích gặp nhất là tình cờ gặp Úy Trì Trước Trước, cái bụng hơi nhô lên thành vũ khí tối thượng của nàng. Úy Trì Trước Trước đã khen đứa con tương lai của Thiết Tâm Nguyên tới mỏi miệng rồi mà Triệu Uyển không chịu bỏ qua. Trước Trước muội tử, thấy mẫu thiêu ta vẽ thế nào? Mẫu vương hậu vẽ tất nhiên là đẹp, người xem cái đầu hổ này như sống lại vậy. Ừ, đó là mũ đầu hổ của đứa bé, úi ra, mấy ngày qua nó nghịch lắm, cứ lấy chân đá ta, làm chút việc cũng không yên, hay là nhờ muội giúp ta đan cái mũ này nhé. Vương hậu có lệnh, Trước Trước sao dám không tuân, chỉ là tay nghề không tốt. Không sao, nó đội khi ngủ thôi, chẳng gặp ai sợ xấu. Úy Trì Trước Trước đi rồi, Triệu Uyển nằm xuống giường, ngọt nhạt, sao thế, đau lòng à? Thiết Tâm Nguyên thở dài, trừ đồ mẹ cho, thứ người khác làm, nàng không dùng, bắt Trước Trước đan mũ thật vô lý. Triệu Uyển đắc ý lắm, coi chàng nói kìa, cứ như thiếp là nữ nhân họa nước hại dân vậy. Có họa nước hại dân hay không thì ta không biết, nhưng thời gian qua nàng hành ta đến khổ, nàng mang thai, chúng ta không thể hành phòng, sao chứ bắt ta chịu tội. Đêm qua gác chân lên cổ ta, hại ta gặp ác mộng cả đêm, tới giờ cổ họng vẫn không thoải mái. A nương nói nữ nhân có thai khi ngủ phải gác chân lên cao, nếu không sẽ bị rút gân. Thiết Tâm Nguyên không còn gì để nói nữa, chĩa ngón trỏ vào mũi Triệu Uyển, chọc không nổi thì ta tránh, đi nơi khác ngủ thì nàng. Không ngủ được, đêm nay ta ngủ ở cái giường nhỏ với Vương Tiệm, nhường hết gối cho nàng luôn, chỉ xin nàng tha cho ta. Hi hi chịu khó vài ngày, thiếp sắp sinh rồi. Hai phu thê trêu chọc nhọc, Châu Nhi đột nhiên chạy vào hét to, đại vương, Hồ Lão Tam nói đại thanh mã sắp sinh rồi. Thiết Tâm Nguyên đứng bật dậy, khoác áo choàng vội vàng đi ra ngoài, vừa chạy vừa dặn Triệu Uyển không được đi theo. Đại thanh mã mắt long lanh, theo lời Hồ Lão Tam thì quá trình sinh nở sắp bắt đầu, mã vương tựa hồ linh cảm được, đứng ngoài phòng ấm cảnh giác nhìn quanh. Ở Hoang Nguyên, khi ngựa cái sinh, sẽ được cả đàn ngựa được quây quanh bảo vệ, dù sói tới, đám ngựa đực này cũng tử chiến tới cùng. Trong phòng đại thanh mã kêu liên hồi, Hồ Lão Tam cũng lớn tiếng động viên. Thiết Tâm Nguyên vỗ về mã vương bất an thi thoảng hất đầu hí một tiếng, cái thứ vô tâm này giờ mới giống nam nhân đang đợi thê tử đẻ. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 697, quên mất bản tâm rồi. Phải mất một canh giờ mới nghe thấy tiếng reo mừng rỡ của Hồ Lão Tam, đó là con ngựa đực, da lông dính nhớp nháp đã bị đại thanh mã dùng đầu ủi, thúc giục con mình sớm đứng lên. Bốn chân run run, ngựa con thử mấy lần mới đứng lên được, lúc sau đã quen, bắt đầu đi vài bước, nhưng mà là đi tới bên cạnh mẹ, tìm chuẩn xác bầu vú. Mã vương cũng ghé đầu tới, ngửi ngửi vài cái rồi bỏ đi, kiếm đống cỏ nằm xuống, bộ dạng thế là xong trách nhiệm. Giờ chưa thể nhìn ra màu lông của ngựa con chắc là màu đỏ, cũng không nhìn ra được tương lai có thần tuấn không, chỉ thấy nó nhắm tịt mắt ra sức bú. Đại vương xem, nó bú khỏe chưa, nhất định là ngựa tốt. Thời gian qua Hồ Lão Tam chăm sóc đại thanh mã quá chăm mẹ mình, nếu không sinh ra được con ngựa tốt, hắn thương tâm chết thôi, mã vương khôi phục thế nào rồi? Vết thương của nó đã lành, không còn vấn đề gì. Hồ Lão Tam không thích con ngựa đáng ghét vô dụng đó, nên trả lời qua loa. Thiết Tâm Nguyên nhìn con ngựa trông rất giống lưu manh kia, vậy sao nó suốt ngày vẫn trưng ra cái bộ dạng dở sống dở chết thế kia? Vì đại vương chiều nó quá, nó không muốn chạy nữa, người toàn thịt, sờ ngực không thấy được xương sườn, cứ thế này nó sẽ phế mất. Thiết Tâm Nguyên đưa tay gãi cằm mã vương,
Nó vươn đầu lên, rất hưởng thụ. Vậy ta giao nó cho ngươi, huấn luyện nó thành thú cưỡi cho ta. Hồ Lão Tam lắc đầu quầy quậy, Mã Vương không giống con ngựa bình thường, nó kiêu ngạo không tiếp nhận người khác, lại chưa bao giờ lắp yên, đeo hàm thiếc. Quan trọng hơn, nó không hiểu mệnh lệnh phát ra từ dây cương, mà mỗi kỵ sĩ lại có thói quen khác nhau. Đại vương nếu chỉ muốn làm thú cưỡi thì tiểu nhân làm được, còn muốn đưa nó lên chiến trường phải tự bồi dưỡng sự ăn ý đó. Thiết Tâm Nguyên vỗ vỗ đầu Mã Vương, xem ra hai chúng ta cùng phải phấn đấu rồi. Thế giới của ngựa là hoang mạc, là thảo nguyên, là trời đất bao la, chứ không phải là một căn phòng thoải mái ấm áp. Dù sao cũng đang không có việc gì làm, chuyện chuẩn bị Tết có mẹ lo, Thiết Tâm Nguyên dẫn Mã Vương ra thảo nguyên ở sau hang sói. Mùa đông băng thiên tuyết địa, nơi khác cỏ xanh không những đã khô héo, còn bị tuyết dày đè lên, bò dê muốn kiếm chút cỏ ăn, phải vất vả dùng miệng ủi băng tuyết. Nơi này thì khác vì khuất gió, lại có suối nước nóng chảy ngầm phía dưới, nên chỉ có một lớp tuyết mỏng, cỏ dù đã úa vàng vẫn ngoan cường vươn mình lên, khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Mã Vương tới thảo nguyên rộng lớn, không sải vó chạy đi mà cúi đầu kiếm cỏ ăn. Chuyện chạy với nó mà nói đã xa xôi như là kiếp trước, nó không muốn chạy chẳng ai làm gì được. Đừng tưởng suốt ngày nó lù đù mà nghĩ dễ ra lệnh cho nó, hỏi cái chân que của Hồ Lão Tam là hiểu. Cũng may nó chấp nhận Thiết Tâm Nguyên là đồng bạn, nên khi bị lắp yên và đeo hàm, chỉ vùng vẫy đầu phản kháng chứ không co cẳng đá một phát. Mê nhoài mới xong việc, nó lại cúi đầu gặm cỏ rồi, vỗ đít mấy lần không chịu chạy. Đá một phát vào đít rồi cầm roi ngựa bỏ đi. Thiết Tâm Nguyên chẳng có đủ kiên nhẫn, mà y thực sự cũng không muốn ép buộc nó, để thuận theo tự nhiên là tốt nhất, hy vọng thảo nguyên khơi lại bản năng đã mất của nó. Đại Lôi Âm tự đứng sừng sững bên hồ nước đã đóng lớp băng mỏng, tuyết trắng phủ lên chùa miếu màu sắc diêm dúa này, bức tường bao màu cam vô cùng nổi bật trong thế giới màu trắng. Thiết Tâm Nguyên mới chỉ tới Đại Lôi Âm tự một lần, lần đó y vô cùng thương tâm, đây là nơi xa hoa nhất toàn bộ Cáp Mật. Tăng chúng trong chùa tất nhiên ai cũng nhận ra Thiết Tâm Nguyên, nhưng không ai tới chào hỏi, ở đây mỗi người đều bình đẳng, Cáp Mật Vương hay con lửa cũng chẳng khác gì nhau. Mặc dù là người khịt mũi với các loại tôn giáo, nhưng vào trong nghe thấy tiếng tụng kinh trang nghiêm thần thánh, bất giác chắp tay một cái. Chùa thì xa hoa cực độ, nhưng tăng nhân thì y sam lam lũ tả tơi. Nhân Bảo Thượng Sư đang tổ chức biện kinh, bọn họ lúc thì dùng ngôn ngữ kịch liệt công kích đối phương. Lát lại hiền hòa vỗ tay với đối thủ, cứ như kẻ vừa rồi chửi muốn giết cha giết mẹ người ta là ai đó khác vậy. Trong cả chùa lớn, chỉ duy nhất có người nhàn nhã là Tát Giả. Thiết Tâm Nguyên sau khi kiếm được chén trà nóng, nhìn tượng Phật Giát vàng lóa cả mắt, than thở, Cáp Mật mới ổn định trở lại, thời gian qua tiền tiêu đi như nước. Ta dốc hết tiền mau lương thực, rồi xây dựng thành trì, bách tính mệt mỏi rồi, hoạt Phật mùa đông lại thúc ép họ xây chùa miếu, e nhiều người chết. Tát Giả cười, năm ngoái ngài còn than người nhiều quá cơ mà. Lúc đó khác lúc này khác, khi đó người hồi hột chỉ đem lại phiền phức, họ chết bớt ta còn mừng, giờ họ không phải người hồi hột, mà là người. Cáp Mật, là con dân của ta, chết một người ta cũng sót. 3 năm trước khi ta vừa tới Thanh Hương Cốc, Đại Vương từng nói, chỉ cần là đất đai của Cáp Mật là sẽ có chùa miếu của bổn giáo. Thiết Tâm Nguyên gật đầu, ta chưa bao giờ quên, sau này cũng không quên. Vì tương lai Cáp Mật, ta đã hoãn xu thế khuếch trương, củng cố nguồn cội cho người nơi này, kiến nghị hoạt Phật cũng nên làm thế, củng cố thứ chúng ta hiện có. Hơn 200 năm qua bổn giáo chỉ có thể đi trong bóng tối, giờ bước ra ngoài ánh sáng, làm sao nhẫn nại được. Phật Tổ nói khi tâm tĩnh như nước, vạn năm chỉ như chớp mắt, nhưng ta đâu có vạn năm, Đại Vương cũng không thể vạn thế, dùng thời gian ngắn nhất làm nhiều việc nhất có thể mới là theo đuổi của chúng ta. Mùa đông xây chùa miếu sẽ tử thương lớn, ta sao không biết, công việc nặng nề nhất để tăng chúng bổn giáo làm. Thiết Tâm Nguyên nhớ tới hai vị thượng sư hiền hòa nhân từ năm xưa, vì cứu nữ tử vô tội khỏi tay người hồi hột mà suýt mất mạng. Vậy mà giờ lại thành người coi mạng người như cỏ rác thế này, không khỏi cảm khái. Người ngồi đây không còn là vị thượng sư từ bi, chỉ là hoạt Phật một lòng phát triển bổn giáo. Đem giáo nghĩa truyền khắp nơi nhưng chính bản thân lại quên mất truyền giáo để làm gì, đây có lẽ là tấm gương mình cần nhìn vào để dân bản thân. Đại Lôi Âm tự đã xây dựng xong, thành dưới lòng đất ở núi Sa Thạch cũng hoàn thành, thiên đàn ở Đại Tuyết Sơn cũng hoàn thiện, bổn giáo và Cáp Mật Quốc đều cùng nhau nghênh đón biến đổi lớn. Hoạt Phật không nên nghĩ nhiều, bản vương không thay đổi,
ngài tĩnh tâm lại đi. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 698, 19 năm bầu bạn. Các mật hiện giờ giống như chiến xa từ trên núi cao lao xuống, bất kể là quân sự, dân sinh đều tiến lên ầm ầm, vì thế tác giả muốn bám theo chiến xa này. Thiết Tâm Nguyên tất nhiên muốn nhìn thấy quân sự, dân sinh phát triển mãnh liệt, nhưng không muốn thấy tôn giáo phát triển mãnh liệt. Mâu thuẫn giữa quốc vương và giáo tông là trời sinh, không quốc vương nào thích chia sẻ quyền lực với người khác. Khi rời Đại Lôi Âm Tự, có người gõ chuông, tiếng chuông vang vọng sơn cốc, không chỉ hồ nước gần đó, mà cả tuyết sơn đằng xa, tất cả đều chìm đắm trong tiếng chuông bình hòa. Nhưng họ bị lừa rồi, bản chất của tôn giáo là tàn khốc, giống tiếng chuông, nghe rất đẹp nhưng thực tế nó đang giết chết hoặc khống chế tư duy của con người. Bọn họ rất muốn biến tất cả mọi người thành một khuôn mẫu, dưới tình huống đó, thống trị một người là thống trị toàn bộ. Không biết trong đầu Thích Nguyên chứa cái gì, tác giả tới giờ vẫn không hiểu, 3 năm vất vả gây dựng văn hóa Phật giáo ở các mật chẳng hề có chút sức ảnh hưởng nào tới y. Vì thế mà tác giả không yên tâm, đồng thời tuyệt vọng với y rồi, nhưng tác giả biết điểm yếu của Thiết Tâm Nguyên, vì thế luôn mời Vương Nhu Hoa tới Đại Lôi Âm Tự cảm thụ Phật Pháp. Còn về phần Triệu Uyển đang mang thai, không tiện, đợi đứa bé ra đời, tác giả cho rằng cũng nên mời nàng tới chùa. Thiết Tâm Nguyên rời Đại Lôi Âm Tự, đứng cổng chùa, hưởng thụ phong cảnh tuyệt mỹ vào mùa đông của Thiên Sơn. Mã Vương đang truy sát một con dê sừng cong, nhìn có vẻ thề không chết không thôi. Hỏi những phụ nhân của Úy Trì ra mới biết, Mã Vương vốn đang ăn cỏ ngon lành, không biết vì sao chọc giận đàn dê, bị một con dê nặng 150 cân húc một cái vào mông. Chuyện này Thiết Tâm Nguyên chẳng muốn quản, thậm chí y còn nghĩ làm sao để có thật nhiều con dê hứng thú với cái mông của Mã Vương. Như thế nó không muốn chạy không được, biết đâu Mã Vương năm xưa lại quay về thế gian. Tính Mã Vương vẫn nóng như lửa, dê sừng cong không sở trường chạy đường dài bị nó đuổi kịp, nhìn nó giơ hai móng trước đạp lên lưng con dê, Thiết Tâm Nguyên thấy, tối nay ăn thịt dê cũng không tệ. Báo thù xong, Mã Vương lười nhác về bên cạnh Thiết Tâm Nguyên, vừa rồi vận động kịch liệt làm nó mệt mỏi, nằm vật ra đất thở hồng hộc, hất đầu về phía hồ lão tam hí mấy tiếng đòi ăn. Thiết Tâm Nguyên mắt đảo một vòng, chạy đi hỏi xin đám phụ nhân một tấm vải, thấy một sợi dây thừng nhỏ buộc vào đuôi Mã Vương. Đang khoan khoái dùng đuôi vỗ mông, Mã Vương cảm thấy có cái gì đó quấy nhiễu mông mình, quay đầu lại thấy một cái bóng màu lam. Vừa xong bị con dê thấp kém xúc phạm cái mông cao quý, Mã Vương rất mẫn cảm, đứng bật dậy, nhảy mấy cái, thứ màu lam kia vẫn ở phía sau. Thế là nó lại lần nữa chạy, chạy nhanh hơn cả lần trước, đầu thi thoảng nhìn về phía sau, hí lên một cách đầy bực tức. Thiết Tâm Nguyên độc ác vô cùng, buộc tấm vải theo hình cái dù. Thế là khi Mã Vương chạy, dù đón căng gió, làm Mã Vương càng cảm thụ rõ ràng sự tồn tại của nó, có thứ đang kéo đuôi mình. Rẽ trái, rẽ phải, xoay tròn, nhảy cao, rồi lao đi hết tốc lực, cuối cùng sợi dây thừng nhỏ không chịu nổi đứt đoạn, tấm khăn lụa bay đi. Mã Vương lao tới dẫm đạp, cắn xé một hồi rồi hai chân run run đi về cạnh Thiết Tâm Nguyên, lần này nó cảnh giác lắm, không nằm xuống mà mắt liên tục ngó quanh. Đám phụ nhân gần đó che miệng cười, chỉ cho rằng đại vương nổi hứng nghịch ngợm, còn hồ lão tam mồm há ra tới mức không khép lại nổi nữa. Sau này mỗi lần đều huấn luyện nó như thế. Thiết Tâm Nguyên vừa lau mồ hôi cho Mã Vương vừa dặn, hồ lão tam vội vàng đi kiếm một cái chăm bông dày. Cẩn thận đắp lên cho Mã Vương, sau đó liếc nhìn Thiết Tâm Nguyên, dẫn Mã Vương sang bên, vừa đi vừa thì thầm gì đó vào tai nó. Thiết Tâm Nguyên biết sẽ không có lời gì tốt đẹp hết, song y không quan tâm. Công việc chủ yếu của một quốc vương là gì? Chính là làm một tên lừa đảo nghiêm chỉnh. Chính trị mà, không lừa nhau mới là không bình thường. Đứng ở ngọn núi ngoài hang sói nhìn xuống Thanh Hương cốc hoang vu ngày nào, giờ đã là thành thị phồn hoa, nhìn một lúc cảm thấy chân ấm áp. Cúi đầu xuống mới phát hiện ra hồ ly chẳng biết từ khi nào đã nằm dưới chân, vẫn thói quen cũ, thích ngủ dưới chân người khác. Bất chi bất giác hồ ly đã cùng y vượt qua 19 năm, một nhúm lông đen chạy từ đỉnh đầu tới tận cuối đuôi. Tác giả không chỉ nói một lần hồ ly là linh thú, lông nó nếu đã bắt đầu đen đi, 2 năm nữa thôi sẽ thành hồ ly đen. Theo lời mẹ nói thì những thứ họa hại luôn sống lâu hơn người khác. Để hồ ly nằm trên cổ mình, Thiết Tâm Nguyên liền có thêm một cái khăn choàng ấm áp. Cổng thành đóng rồi,
đường phố trở nên vắng vẻ hơn nhiều, cuối năm nhiều cửa hiệu còn mở, nhưng chẳng mấy ai buôn bán nữa, đa phần tụ tập quanh bếp lò sưởi ấm, tổng kết một năm được mất, phát tiền chia thưởng. Năm nay Tết ở Thanh Hương Cốc kém tưng bừng hơn năm ngoái nhiều, cũng phải thôi, bụng đói mà, mấy ai còn hứng thú tụ tập nhảy múa, thế là ngày Tết thành đoàn tụ gia đình. Liễu Hà trưởng quầy hiệu tơ lụa Nhật Xương Thăng ôm một cốc trà nóng, tham lam uống hết ngụm cuối, đổ bã trà vào cho nóng dưới bếp lò, xèo một cái, nhìn khói trắng bốc lên mới hài lòng đặt cốc xuống. Ông ta chẳng quan tâm cửa hiệu vắng vẻ, toàn bộ chuyện làm ăn đã hoàn thành rồi, vắng khách thì mình còn được nghỉ, người chứ có phải là gia súc đâu mà bận rộn suốt từ đầu năm tới cuối năm. Hồ Cơ thì dám có suy nghĩ đó, bọn họ chỉ cần ngày nào thiếu khách là đói ngay, đứng đối diện cửa hiệu vẫy tay nháy mắt với Liễu Hà mấy lần rồi. Liễu Hà liếc mắt một cái, chẳng động lòng, hỏa kế thì mắt sáng lên, tên này trong túi có 600 đồng tiền, đưa tay chặt cổ hắn, vừa phát tiền lương, cất kỹ trong túi, chớ nghĩ mấy chuyện đó. Hỏa kế là chàng trai hồi hộp tuấn tú, rụt cổ lại, chỉ nhìn thôi mà. Liễu Hà mắng, đồ kém cỏi, nhớ lại năm xưa ta làm, hỏa kế cho người ta lấy đâu ra 600 tiền đồng, tới tiền sắt cũng không có, làm không công tới 3 năm mới được phát tiền. Giờ ngươi làm được nửa năm đã có tiền. Hỏa kế làu bàu, đó là quy định của quan phủ, ngài thuê ta làm việc thì phải trả ta tiền. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 699, Adan kiêu ngạo. 1. Hừ hừ, 3 tháng đã phải trả tiền, 3 tháng thì biết cái gì, biết đo vải hay chọn màu. Có biết phối màu cho người ta không? Ngươi còn phải học nhiều, 3 tháng đã phải trả tiền, 3 tháng đã biết gì đâu. Liễu Hà rất không hài lòng với quy củ này của quan phủ, thế là vẫy tay gọi Hồ Cơ. Hồ Cơ phía đối diện đã lạnh tím tái, vừa mới vào đã cố tươi cười tới gần Liễu Hà. Liễu Hà ném cho Hồ Cơ một cái áo, làm ấm người đi đã, đừng để kiếm tiền mất cả mạng. Hồ Cơ khoác áo lên người, run run sưởi ấm, nhìn trưởng quầy với ánh mắt cảm kích. Liễu Hà tới cáp mật 2 năm rồi, biết Hồ Cơ sống ra sao, ăn mặc thì đẹp đẽ lắm, kỳ thực bị đói thường xuyên. Một đám nữ nhân không ai cần muốn sống ở thế giới này dựa vào mỗi khiêu vũ ca hát là không no bụng được. Hỏa kế hâm mộ nhìn trưởng quầy và Hồ Cơ nói cười cười, rõ ràng mình cao giáo tuấn tú, còn trưởng quầy béo lùn xấu xí, vậy mà Hồ Cơ không thèm nhìn lấy một cái. Hắn nuốt nước bọt lên lầu, sơ sơ túi tiền trong lòng, quyết định bỏ đi tâm tư này, phải tích thật nhiều tiền để mở cửa hiệu của mình. Trưởng quầy hai bàn tay trắng lập nghiệp, hắn thấy mình cũng có thể. Đó là nhờ đại vương cho mọi người cơ hội, chỉ cần có hoài bão, chịu khó làm việc thì thế nào cũng có báo đáp. Hỏa kế cho rằng thứ đáng quý nhất ở Thanh Hương Thành không phải ở tường thành cao lớn, mà là có đại vương. Hắn từng thấy một tên nhút nhát trở thành chiến sĩ cường hãn, hắn thấy Vũ Cơ hôm qua còn đứng ở đầu đường bán ra thịt kiếm sống, nay trở thành bậc thầy vũ đạo tỏa sáng chói lòa trên sân khấu. Thanh Hương Thành là tòa thành tràn ngập cơ hội. Sự thành công của Tinh Linh Nhi là minh chứng tốt nhất cho truyền thuyết quật khởi cổ vũ lòng người ấy. Một điệu múa khuynh thành, một bài ca khuynh quốc. Vương Đại Dụng sau khi nhìn thấy vũ đạo, giọng hát của Tinh Linh Nhi liền đưa ra đánh giá đó. Ai toa tựa hồ chìm đắm trong vũ đạo của mình, trừ khiêu vũ ra không để ý tới thế giới bên ngoài. Tuy mỗi ngày nàng chỉ nhảy một điệu, mấy ngày mới hát một bài, càng là thế, muốn có một chỗ ở trà lâu biện kinh xem nàng biểu diễn càng phải đặt chỗ. Thanh Hương Thành cực kỳ an toàn, không có quý tộc ép Tinh Linh Nhi phải tới nhà biểu diễn hoặc chiếm đoạt làm tài sản riêng. Thậm chí Tô Thức còn công khai lên tiếng, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy Tinh Linh Nhi. Có sự bảo hộ của Tô Thức, Adan chẳng còn mấy việc làm, thậm chí nói là vô dụng, còn phải dựa vào Ai Toa nuôi dưỡng. Niềm vui trùng phùng tiêu tan rất nhanh, đó là chuyện hiển nhiên, nhiệt tình của thiếu niên tới nhanh đi cũng nhanh, cuộc sống buồn tẻ với họ mà nói cũng đáng sợ như cái chết. Đao pháp của Adan rất tốt, nhưng bây giờ hắn dùng đối phó với đống củi, từng đao chém xuống như rìu, khúc gỗ thông to bằng bắp chân liền bị chẻ làm đôi. Hắn chẻ củi rất lâu rồi. Adan, nếu ngươi không thích ở đây thì về Ba Bách Đạt đi, nơi đó cần ngươi hơn. Ai Toa không cảm giác được câu này gây tổn thương thế nào, cảm động lúc tái ngộ qua rồi, nàng lại là công chúa kiêu ngạo. Adan chém trượt, khúc gỗ bay đi, hắn vươn tay như chớp chụp lấy,
đặt lại chỗ cũ chẻ tiếp, chẳng nói chẳng rằng. Aitoa thấy Adan không để ý tới mình liền dậm chân lên lầu. Adan dừng lại một lúc, tiếp tục chẻ củi, lực đạo mạnh hơn rất nhiều, chém cả xuống thớt gỗ phía dưới. Địch Y Tư lưng còng nhìn, thấy cảnh này, buông một tiếng thở dài. Adan nhiều lần cầu xin Aitoa theo mình trở về làm công chúa, mà không phải vũ cơ hạ tiện. Tiền ném tới như mưa với vũ cơ mà nói là vinh diệu, nhưng với một công chúa, mỗi đồng tiền là một lời sỉ nhục lớn nhất. Câu nói này đã chọc giận Aitoa. Hai kẻ cố chấp ở cùng một chỗ thì sao bình an được. Khi trời vừa mới sáng, Aitoa khoác lên lưng cái bọc da dê cũ kỹ, xách trường đao không còn bảo thạch, mặc áo choàng bạc màu, đi chân đất rời phòng. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng dù có mạnh cũng chẳng thể đánh thức được Aitoa đang ngủ say. Vừa mở cửa sau ra liền ngứa người, Địch Y Tư khoác chăn nỉ co ro ngoài cửa, khăn chít đầu toàn xương hoa, tựa hồ đã đợi suốt cả đêm. Có một người nói với ta, hoa hồng đẹp nhất đều có gai, đó là sự khảo nghiệm với người hái hoa. Nếu người đó chịu được đau đớn do gai hoa hồng gây ra thì mới có được bông hoa, còn không chẳng thể nào có được bông hoa mỹ lệ. Adan nói rất dứt khoát, ta chưa bao giờ từ bỏ. Thế mới đúng, vào nhà đi, ta làm món cơm trộn mà ngươi thích, có cả cà rốt, thịt dê muối, ngon lắm. Địch Y Tư cười nói, Adan ôm lấy thân hình gầy gò của Địch Y Tư, không cần, ta chỉ định tới danh lính đánh thuê kiếm việc làm, suốt ngày chẻ củi sẽ bị Aitoa coi khinh. Các mật vương là kẻ địch của chúng ta, làm sao lại ra sức vì y. Địch Y Tư, mục sư luôn nói ta không bằng học sinh khác của người, Aitoa cũng hay nói ta ngốc không thể thống trị quốc gia. Vì thế ta muốn xem vị học trưởng này của ta có chỗ nào hơn người, những việc bọn chúng không làm được, ta sẽ giải quyết. Adan kiêu ngạo ưỡn ngực nói, khi nào ta đánh bại y, ta sẽ tới trước mặt Aitoa nói, nàng sai rồi, Adan mới là con cưng của thiên thần. Địch Y Tư rất thất vọng, bà rất muốn Adan ở lại, nhón chân lên sờ mũi Adan một cái, coi như hôn hắn, sau đó lấy trong cái áo lùng thùng ra một đôi giày da trâu mới tinh để ở bên cạnh. Adan không từ chối ý tốt của Địch Y Tư, đi đôi giày mới vào, đây là giới hạn sự tự tôn của hắn có thể tiếp nhận, sau đó dứt khoát xoay người bước đi, không để lại thêm lời nào. Địch Y Toa nhìn bóng lưng hiên ngang đó chỉ biết thở dài. Đường phố vắng vẻ, không khí Tết đã truyền tới khắp đường lớn ngõ nhỏ, mọi người ở nhà sưởi ấm trò chuyện vui vẻ, mấy đứa bé chạy tung tăng nô đùa cầm tuyết ném nhau, làm Adan thêm hiu quạnh. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 700, Adan kiêu ngạo 2. Mặt trời lên tới 3 cây xào Aitoa mới vươn mình thức giấc, được Địch Y Tư hầu hạ rửa mặt xong rồi mới tới phòng ăn, không thấy nam nhân hùng tráng như gấu kia đâu. Adan đâu rồi, vẫn giận ta à, có thời gian giận ta thì nên về ba cách đạt cho rồi. Aitoa bê bát sữa ấm, chấm bánh ăn, Adan đi rồi. Địch Y Tư lau mồm cho Aitoa, cái đứa bé này cứ uống sữa là vương vãi khắp nơi, bao năm không sửa được. Aitoa ngừng nhai, ngạc nhiên quay sang nhìn Địch Y Tư, nàng không nghĩ Adan lại bỏ đi. Đi thật rồi, khi trời vẫn còn sương đã đi. Aitoa bỏ ngay cái bánh xuống, vội vàng chạy tới phòng Adan, thấy mấy bộ võ phục nàng mua được gấp chỉnh tề trên giường, mặt đất còn hai đôi giày. Hắn đi rồi, đi đất sao? Sao ngươi không ngăn hắn lại? Hắn về ba cách đạt. Đầu óc có chút choáng váng, Aitoa dựa vào khung cửa ngồi xuống. Không, vì không có tiền, Adan muốn đi làm lính đánh thuê. Địch Y Tư nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Aitoa, lắc đầu, Adan là vương tử cao quý, kiêu ngạo mà dũng mãnh, sao có thể dùng đôi giày mà nữ nhân mình yêu thương mua bằng tiền khiêu vũ cho người ta xem? Ngu xuẩn! Hồi tỉnh lại, Aitoa hét lên, xoay người nhấc váy chạy về phía danh lính đánh thuê. Địch Y Tư lắc đầu về phòng, múc một bát cháo húp no bụng, lẩm bẩm, không rời được hắn lại suốt ngày làm tổn thương hắn, chẳng biết người trẻ nghĩ gì. Khi trời tối, Aitoa mệt mỏi trở về, được Địch Y Tư dìu lên giường, miệng cứ lẩm bẩm hắn đi đất bỏ đi rồi, hắn đi đất bỏ đi rồi. Địch Y Tư dùng khăn ấm lau mặt cho Aitoa, đuổi theo làm gì? Nam nhân đã đi là như gió cuốn, chúng ta không đuổi được. Aitoa ngồi bật dậy chỉ về phía Hắc Sơn, hắn ký văn thư hà khắc nhất, nếu mã tặc nhất Oa Phong không chết thì hắn chết, tên ngu xuẩn đó một mình đi tiễu phỉ.
Địch Y Tư rất lo, nhưng vẫn mạnh miệng, chết cũng tốt, không ai làm phiền người nữa. A Y Toa suy sụp gục xuống giường, bầu ngực phập phồng một lúc mới nắm lấy áo Địch Y Tư hỏi, ta khiêu vũ là sai sao? Mới đầu thì không sai, chúng ta cần thân phận để bảo hộ bản thân, đạt được mục đích thì không cần nữa. Công chúa chìm đắm trong khiêu vũ để đám nam nhân kia nhìn thân thể mình chảy nước dãi thì sai rồi. A Y Toa mím môi, vậy ta không khiêu vũ nữa, A Đan quan trọng hơn khiêu vũ. Địch Y Tư mỉm cười ôm nàng vào lòng vỗ vỗ lưng, công chúa, ta đã nói với Hà Lạp Nhĩ, chân người rất đau, phải nghỉ nửa năm. A Y Toa ngây ra, nửa năm. Nửa năm sau nàng phải về Hà Trung, khi đó phụ thân nàng hẳn đã đạt được mục đích, nhưng nàng không muốn rời xa tòa thành tự do này. Nàng không muốn trở về thiên đường đóng giả thiên sứ, không muốn trở thành phần thưởng cho người chiến thắng ở đại điển Hùng Ương Sơn. Cường đạo nhất Oa Phong ở Hắc Sơn chỉ mới xuất hiện gần đây, bọn chúng cực kỳ giảo hoạt. Chúng giống như bóng ma lướt trên mặt đất cáp mật, không ai nhìn thấy bộ dạng của chúng, thậm chí nhân số của chúng cũng không biết. Mỗi lần, chúng gây án đều nhanh như gió, sau đó chạy về Hắc Sơn ẩn trống. Thiết Tam Bách và Lạp Hách Mạn tìm kiếm chúng đã một tháng, phát hiện ra 7-8 sao huyệt của chúng. Nhưng lần nào cũng không thành, bọn chúng đi trước một bước rồi, cho bếp còn nóng, chúng rời đi chưa tới một canh giờ. Dù thế Thiết Tam Bách dẫn võ sĩ tìm khắp 2 ngày không thấy. Sau khi báo lên, Âu Dương Tu cho rằng đám cường đạo có nội ứng, phải tìm ra nội ứng, nếu không tiếp tục xuất kích cũng vô nghĩa, đồng thời cho phép treo thưởng tìm kiếm chúng. A Đan tới danh lính đánh thuê, trực tiếp hỏi nhiệm vụ khó nhất. Hồng Lão Thất tất nhiên giao vụ án nhất Oa Phong cho hắn, quan phủ treo thưởng 500 lượng bạc rồi. Kiểm tra võ nghệ của hắn xong, còn tặng thêm cả chiến mã và cung tên để tăng thêm khả năng hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Hắc Sơn kỳ thực là tên gọi chung của vùng đồi núi màu đen nằm ở phía đông cáp mật chừng 4 ngày đường. Thiết Tâm Nguyên từng nghĩ rằng nơi này có than, phái người đi kiểm tra mới biết đá đen và than là hai thứ khác nhau. Nhưng y cho rằng một nơi mà đất đá có máu khác thường thì phía dưới thế nào cũng có bảo bối, cấm chỉ bách tính khai phát giải đất này. Nên Hắc Sơn chỉ có mục dân chăn gia súc, có thợ săn đến săn bắn còn không có ai ở. Bảo bối không thấy đâu lại sinh ra một đám cường đạo làm Thiết Tâm Nguyên rất tức giận. Mạnh Nguyên Trực nói chỉ cần hắn dẫn hai đứa con lên núi là quét sạch đám cường đạo này. Thiết Tâm Nguyên từ chối, rắc rối nhỏ này không cần dùng tới đại tướng quân cấp bậc Mạnh Nguyên Trực. Thế nên việc tới tay A Đan. Hắc Sơn vào mùa đông cỏ mọc tùm, gió lạnh thổi qua đỉnh núi, cỏ cao bằng nửa ngày liên tục loạt soạt, tựa hồ đằng sau mỗi bụi cỏ đều có một tên cường đạo ẩn nấp. A Đan không thèm để ý tới vùng cỏ hoang, thời tiết thế này nấp trong cỏ không được lâu, hoang nguyên nơi này không khác hoang nguyên ở quê nhà, ngay cả sói cũng không nấp trong cỏ nữa là người. Dắt hai con ngựa lên đồi, gió nhỏ liền thành dao cắt ra, ra sức chui qua khe hở của áo. Chẳng mấy chốc A Đan thấy toàn thân lạnh cóng. Trời trong, ánh nắng trải khắp đồi, nhợt nhạt, chẳng ấm lên chút nào. Câu lửa hơ ngực ấm, gió thổi lưng lạnh không phải nói chơi, phía đón gió không thể có cường đạo, dù là có lửa để sưởi cũng không được. Chẳng mấy chốc A Đan không chịu nổi lạnh, xuống núi, men theo con sông khô cạn, đi sâu vào trong Hắc Sơn. A Đan hối hận rồi. Cảm thấy mình nổi giận rời A Y Toa mà đi là quyết định ngu xuẩn. Nếu không lúc này đang ở trong phòng sưởi ấm, cười đùa với thiên sứ Mỹ Lệ. Có điều A Đan không hề có ý định dừng lại, đã đi rồi, quay về càng xấu hổ, vừa nghĩ tới nụ cười tựa có tựa không của A Y Toa, bước chân của hắn càng thêm kiên định. Loại chim như quạ có khắp nơi trên thế giới, nhìn thấy quạ đậu trên cành cây kêu quang quác với mình, A Đan rút cung bắn luôn. Đó là con quạ cực béo, cáp mật năm qua rất nhiều người chết, chúng ăn thi thể nên không thể ăn thịt chúng. Thịt của bọn chúng mang theo đủ thứ bệnh tật đáng sợ. Ngày mùa đông rất ngắn, A Đan đi chưa được 10 dặm thì mặt trời đã xuống núi, bầu trời chỉ có màu xanh nhạt ảm đạm, chẳng mấy chốc nữa là tối rồi. Lòng sông toàn cát mịn, dẫm lên rất thoải mái, nhưng trời sắp tối, dù hắn muốn đi tiếp vẫn phải cắm trại. Hẻm núi khuất gió là nơi thích hợp nhất. Cát đen rất mềm, A Đan dùng đao dễ dàng đào được một cái hố lớn, đủ chỗ cho cả hắn và chiến mã. Chiến mã Tây Vực Giát nghe lời, lại biết làm sao tránh gió rét màu đông. Hồ vừa đào xong, hai con ngựa thuận theo dốc đi xuống, nằm lên cỏ khô A Đan vừa trải. Khi trời tối hẳn A Đan mới đốt lửa, ngọn lửa tức thì làm cái hố ấm áp hẳn lên. Nước trong bình da dê đóng băng rồi, cẩn thận hơ bên ngọn lửa, lấy ra một cái bánh khô,
một miếng thịt dê khô, dùng cành, cây xuyên qua nướng. Phía đối diện ngọn lửa như có ai toa ngồi đó, không khí quỷ dị, nhưng Adan không muốn phá vỡ ôn tình này, đến khi mùi cháy khét mới vội vàng rút bánh về. Ăn hết bánh xong, nằm giữa hai con ngựa, nhưng mắt chăm chăm nhìn bầu trời sao tới ngây người. Nếu như mình là một tên ăn mày, ai toa đã chẳng cãi nhau với mình, nàng dùng nụ cười ôn nhu nhất, cho mình cái ăn. Adan suy nghĩ vẩn vơ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.